Ok các bạn ơi, bây giờ là 5 giờ rưỡi rồi các bạn. Tôi đang làm neo mà công nhận làm neo cực thiệt đó. Mày biết là làm neo cực nhất là gì không? Cực ăn, cực uống, ok. Tôi ra đây từ hồi 11 giờ rưỡi tại ôn cái tiệm mà không? 11 giờ rưỡi cái đó tiệm open đằng sau đó không? Đó tiệm open đó. Cái tiệm neo này không? Đó. Ok. Cực quá, tại vì biết sao không? Không ăn được. Không ăn uống gì được hết á, phải nó chạy ra chạy vô, phải lấy cái bánh mì sandwich á, quẹt cái bơ peanut butter sandwich á, quẹt lên nhai nhai vô đớp cái ra đớp cái giờ mới ăn xong tô cháo kìa, cháo lòng. Ok, tôi order phở 45 á, over in Burnsville. Wow, từ sáng giờ mới có thật sự mà ăn một miếng với một tô cháo. Giờ cái bụng nó ọng ọng nó không có chắc như là ăn cơm rồi đấy, ọng ọng cho nên giờ no rồi nè. Cực quá, tại đông khách quá mà làm không hết, vợ đến chồng là chạy tú xu quậy chạy quay vòng chồng như trống trống luôn đó. Ok, cực ăn cực uống thôi chứ không có ngoài ra không có gì cực hết đó. Tại nhiều khách có cũng cực mà ít khách có thì mếu mỏ vậy, khách có thì mếu mỏ rồi than phiền rồi khóc lóc đấy, nhưng mà tụi tôi quá cực đi, là khách nhiều quá các bạn biết không, nhiều khách có chịu không xuể. Sáng ra một cái là hả chạy đến giờ luôn, 11:30 đến 5:30 là 6 tiếng rồi. Oh my god, wow, 6 tiếng rồi giờ mới được ăn uống thả dàn nè. Ra không mát chút xíu nè, vợ đang quất cái chân pedicure kìa, tôi ra ngoài này nói chuyện chút xíu cho nó khuây khỏa tâm hồn. Okay. Hôm nay trời rất đẹp đó, green, Minnesota green, giờ mùa xuân này rất là green, ok đó, đẹp chưa? Bên kia đường là cây xăng đó các bạn, đó đẹp chưa? Thời tiết Minnesota quá đẹp luôn, wow, thật là phải nói cảm ơn Mỹ cho mình cái nghề neo rất là chắc ăn, hiểu không? Không có bị mất mát cái gì hết đó.